Ôi là là, mai mẹ con đi chơi bật đã luôn rồi. Xin chào cả nhà nhé. Chào ba cô chú và các Em bạn. ăn xong mà cô chú các bạn hôm nay Rồi nhìn nè cái hai nhà mẹ con con mới vừa có lấy hai phòng xong nha giường. cả nhà. Mới vừa lấy phòng xong. À đây, cửa sổ mình nhìn xuống chỗ đó, chỗ nước kìa Lina. Chỗ đó đó, chỗ nước Con á. ơi, con Rồi sò gì bây giờ lỏ? hả? Con sò gì lỏ? Oui, con mới xong rồi. Rồi. Bây giờ Con mới sò gì sò gì lỏ? Ui, con thay đồ đi, con thay đồ đi. Con mặc cu lông với mấy cái đầm mới được rồi, con cởi bớt áo ra ok. U là con mặc cái đầm kia gì đó. Hai mẹ con mới vừa lấy phòng luôn cả nhà ơi. Đây, mình ở khách sạn 4 sao. Ở chỗ làm của mình đó nha cả nhà. Đây ha. Rồi vé đi ngày mai đồ này kia luôn ở khách sạn này. Quá chừng luôn nè. Phòng quá trời rộng luôn cả hai mẹ con mà trời ơi nó cho giường. Con Giường có ở hai dưới, giường ở trên. Rồi một cái giường bự sẵn bên đó. Rồi cái này đi gia đình 5-6 người ở còn dư nữa. Rồi cái này. Đây, gối mền quá trời đẹp. Đây nữa, một cái giường bự nữa. Đó, rồi view khách sạn 4 sao của Ô Ba Bạc nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Đi chơi tới giờ này mới lấy phòng để lên phòng rồi về chuẩn bị đi ăn. Đây, nhà tắm ha. Nhà tắm này cả nhà. Và là có máy sấy tóc, khăn đầy đủ ha. Đây. Đẹp, nhà tắm đẹp quá. Quá trời đẹp luôn nè nè. Hồi mình đi ăn xong về tắm nha nè. Bóng loáng luôn. Ồ đây, quá trời luôn. Này chắc vô đây chắc mấy biết mấy trăm đêm đây không biết. Chỗ làm trả hết cả nhà cho nên mình không có biết. Nè thay đồ con, thay đi. Bữa nay một mẹ ngủ một giường thì đang ngủ một giường nha. Ok, một đứa ngủ một giường ok. Nha. Nên không có Cả ngày á con. Bữa nay là hai mẹ con mình một đứa ngủ một giường nha nè. nên đây các nhà Quy, Ina ngủ một giường bự một mình đi na, mẹ ngủ một giường bự một mình đi na, ok? nên không có bông Quy, tại vì đó. lạnh á. Hồi nãy hai mẹ con vô mắc cười muốn chết luôn, không mở đèn được. Tại cả nhà biết sao mình phải đút cái cạc này vô đây. Phải đút cái cạc vô đây nè, không đút cái cạc không mở đèn được. Đây có tủ máng quần áo. Ê, Ina ơi, máng áo đổ đây này nè. Đó. Không mẹ đâu có. Hả? Có chứ, Mà cho sao? mẹ mấy máng áo ở đó luôn. Rồi hồi tối về mình mở tivi coi nha. Đó, có bàn tivi, có điện thoại, có đủ thứ luôn ha. Không có tele. Rồi sáng mình ăn sáng ở đây luôn á cả nhà, ở dưới này nè, ở dưới này buffet ăn sáng. Giờ dắt mày chuẩn bị đi ăn tối. Mà Lan nghỉ mệt, chọn đồ ra ăn cái. Rồi không ăn cua lông không, mẹ lấy cua lông. Ôi trời ơi, ngồi xuống cái nó đã. Mệt luôn, đi từ hồi sáng tới giờ luôn. À, nó có nước sẵn đây nè ơi. Có nước, có kẹo luôn. Kìa. Có mẹ Huy kìa, có cục kẹo sô cô la kìa, có một chai nước nè. Ba sợ không có nước với không có kẹo không à, ba sợ không có nước cho nên là bỏ mấy chai nước trong vali nữa. Huy trên cái đầu Huy bên đó có luôn, bên đó có luôn. Huy mở tivi lê Huy, tối nay con ngủ một mình con giường này ok. À con muốn ngủ bên giường nhỏ hả? À Huy trời ơi, hai giường luôn nè, nhưng mà mẹ sợ con ngủ bên đây một mình nó nhỏ đúng không, ngủ cái bự đi không chịu hả. Ok rồi thôi bây giờ mình thay đồ ha, thay đồ mình đi ăn ok. Bên kia là phòng tắm nha, còn bên đây là toilet nha. Bên đây là toilet riêng rồi bồn súc miệng kiến đồ này kia riêng hết luôn bên đây nữa đó. Tại cái phòng này nó rộng ha cho nên nó làm hai hai cái khác nhau mà giường ga giường đồ này kia cũng đẹp luôn nữa nè, đẹp quá chừng luôn. Ga giường đẹp, đây có cái tủ quần áo hay nè, trời ơi, có cái cốp luôn, cốp luôn, cốp này cho người ta để tiền vàng ha, ta phá lại. Rồi cái này gì nè, cái này cục gì đó, cái giỏ, cái sắt á, để bỏ đồ. Rồi thôi đóng tủ lại đi con, tủ lại đi. Đây là chúng con. À, con hay na đời tối nay ngủ đây. Rồi na thay đồ đấy con và cô chú, na thay đồ chuẩn bị đi Con cả mini. quỳ hoặc nằm đi thay đồ. Đừng ăn kẹo nữa con, chuẩn bị đi ăn này. Hiểu không? Giờ con ăn nữa lần hồi sau con ăn được. Ok, biết không? Ừ. Đến gọi điện báo cho ba là hai mẹ con vô tới khách sạn đàng hoàng rồi mà ba không có bắt điện thoại. Ừ, nè. Ngoài nè, lạnh teo. Ui là là. Phía bên đây thì nhìn thấy
ô tên. Còn phía bên kia mới nhìn thấy cái khu chơi. Để Tú Mông ta đợi mình ở dưới. Đi thay đồ với con. Ừ. Cô Long trong vali để mẹ mở vali cho con nha. Rồi giờ mình đi ăn nha. Nè giờ mình bye bye ông bà cô chú nè. Bye bye ông bà cô chú các bạn hôm nay như nè. Ui đẹp quá. Nè dễ đẹp quá trời đu. Bye bye ông bà cô chú mình đi ăn nha. Ừ, bữa nay hai mẹ con Lina đi chơi đã luôn. Ừ. Anh hai với chị anh ba với chị hai với ba ở nhà. Chỉ có hai mẹ con đi thôi. Mẹ thì đi không tốn tiền, còn Lina thì đóng có 50 đồng nữa thôi à. Còn nếu mà dẫn anh với chị với ba đi thì phải đóng nhiều tiền. Người 200 mấy cho nên thôi không cho đi. Ủa mà anh ba thì cũng được rẻ tiền nhưng mà tại anh ba không chịu đi thôi. Anh ba rồi đi ăn Noel thì hôm bữa đi ăn rồi, bữa nay đi chơi thì đi ăn đi chơi luôn. Giờ muốn đi nữa thì phải đợi năm sau. Một năm mới có một lần cho nên giờ phải đợi năm sau ha cả nhà. Mới đi chơi tiếp nữa. Cho nên giờ phải tranh thủ. Nhưng mà cũng tiếc là không có dẫn chồng với con đi hết nhà được, tại phải đóng nhiều tiền quá đó. Cho nên là thôi không có dẫn đi, đi hai mẹ con. Ui, thay đồ đi hết con. Thôi mình kết thúc clip, đi đi ăn tối cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà Family Lina nha. Bye bye.